thì tập thể dục những cái môn nhẹ nhàng như là đi lại thôi, rồi yoga hay là bơi lội sẽ giúp cho mình thoải mái hơn. Bên cạnh đó đó, mình còn có thêm là mình sẽ nở xương, nở cốt ra, thì như vậy thì mình vượt cạn nó cũng dễ hơn, cơ thể mình cũng sẽ linh hoạt hơn nữa. Mọi người, là mình đây, Vani của Vani in Wonderland, và mọi người đang đến với chuyên mục Mom Story, hành trình làm mẹ của mình. Mọi người có biết không, thật ra là quan niệm ngày xưa cũng giống như là một số mẹ bầu suy nghĩ là khi mà có em bé thì cái việc tập thể dục là điều không thể, bởi vì mình đi đứng còn phải cẩn thận và khá là khó khăn nữa, đừng nói chi tới việc tập thể dục. Nghe đầu tiên thì cũng thấy đúng, nhưng mà thực ra là mọi người suy nghĩ kỹ lại một chút xíu. Tại vì khi mà mình có em bé nè, cơ thể mình thay đổi nè, mọi thứ của mình thay đổi đều, tất cả đều tập trung vào em bé hết, thì mình sẽ dễ có tình trạng là mệt mỏi. Thì tập thể dục những cái môn nhẹ nhàng như là đi lại thôi, rồi yoga hay là bơi lội sẽ giúp cho mình thoải mái hơn. Bên cạnh đó đó, mình còn có thêm là mình sẽ nở xương, nở cốt ra, thì như vậy thì mình vượt cạn nó cũng dễ hơn, cơ thể mình cũng sẽ linh hoạt hơn nữa. Cho nên đó, ngày hôm nay Vani làm một video clip theo kiểu giống như là get ready to the gym chung với Vani vậy đó. Và Vani sẽ chuẩn bị từ A đến Z luôn. Và các mẹ bầu hãy theo dõi video clip này cùng với Vani nha. Để đảm bảo là mình không lạc mất buổi tập nào vì lười biếng hay là các lý do ABC khác, thì Vani chọn tập thể dục sau giờ làm việc của mình luôn. Chính vì vậy, bước đầu tiên Vani chọn sẽ là tẩy thật sạch cái lớp make up của mình với bảo bối rửa mặt thần thánh. Và không quên là dưỡng ẩm nè, dùng kem chống nắng sương sương cho da của mình nữa đó nha. Đối với mẹ bầu nào tập thể dục buổi sáng thì chỉ cần rửa mặt, dưỡng ẩm và kem chống nắng thôi là được rồi. Vani bây giờ đã sẵn sàng rồi, mình bắt đầu tập thôi. Trước khi bắt đầu thì đừng quên khởi động cho nóng cơ thể của mình đã nha. Vani thường tập các động tác kéo giãn cơ thể ở vùng lưng dưới nè, xương chậu nè và đùi nữa, duỗi người trong vài giây và sau đó quay trở về vị trí ban đầu. Tùy theo thể trạng của từng thời kỳ mang thai mà Vani linh hoạt chọn các bài tập khác nhau. Như Vani có chia sẻ ở các video trước thì 3 tháng đầu tiên Vani bị bóc tách, cho nên nó là động thai một chút xíu, thai sẽ hơi yếu cho nên sẽ hạn chế vận động mạnh, chủ yếu là đi bộ, leo cầu thang vừa vừa thôi. Đây là bài tập mà Vani cực kỳ thích luôn, bởi vì mình có thể vừa ngắm cảnh, hít thở không khí xung quanh nè, cực kỳ thoải mái. Các mẹ bầu khỏe hơn thì có thể chọn một cái môn khác năng động hơn nha. Khi mà bụng của Vani bắt đầu no no lớn một chút xíu thì Vani lại thích bơi lội hơn. Nhờ lực nâng của nước cho nên là Vani cảm thấy là cơ thể bầu bí của mình nhẹ nhàng cực kỳ luôn ấy. Hẳn là cường độ tập luyện ở dưới nước cũng sẽ cao hơn. Bơi lội sẽ giúp cho đốt cháy nhiều calo hơn một chút, cải thiện hệ tuần hoàn nè, làm săn chắc các cơ và để đỡ em bé ngày càng lớn hơn của các mẹ nữa đó nha. Đặc biệt là vào những cái ngày hè nắng nóng như thế này thì Vani muốn được xuống hồ bơi lắm, để bị bỏng cho nó mát người thôi. Việc tắm mình lại dưới dòng nước mát như thế này sẽ giúp các bà bầu hạn chế cảm giác buồn nôn nè, ốm nghén khó chịu. Bác sĩ cũng có khuyến khích Vani là nên bơi ếch hoặc là bơi ngửa, bởi vì hai kiểu bơi này không đòi hỏi xoay người quá nhiều và ít mất sức. Tuy nhiên, để thật là an toàn, mọi người nhớ chọn hồ bơi chất lượng nha. Chú ý nhiệt độ nước trong hồ và bổ sung nước đều đặn khi bơi nữa nha. Bây giờ da của Vani hơi rít rít một chút rồi, mình sẽ tắm táo và làm cho nó sạch sẽ lại nhé.
mọi người có biết không? Thật ra là sau khi mà mình tập thể dục xong á thì mồ hôi của mình hay là mình bơi lội xong á thì cái lỗ chân lông của mình nó sẽ nở to ra. Kèm theo đó là cặn bã, chất dơ nè, cặn của kem chống nắng nè, kể cả nước flo nó sẽ đi sâu, bám sâu vào bên trong da mặt của mình. Cho nên là cái việc mà tập nào xong rồi mình rửa mặt lại sạch á, cái việc đó cực kỳ quan trọng luôn á. Trời ơi, cái lúc mà bầu bí á là da của mình đã không có còn được đẹp như thời thanh xuân nữa rồi. Cho nên là chăm sóc da mặt sau khi tập thể dục á không được lười đâu nha mọi người ơi. Cách chị bầu cực kỳ là phải tập trung vô cái việc đó. Mà thực sự ra mọi người có biết không, bí quyết của Vani đó chính là khi mà mình sau khi mà tập xong á, mình sẽ rửa sữa rửa mặt lại và mình sẽ rửa với lại chiếc máy này nè. Đây, đây là bảo bối của Vani, chiếc máy Luna Mini 2 của Folio. Vani thích á là tại vì nó có cái những cái gai li ti như thế này nè, và cái độ rung cũng đặc biệt nữa. Mà khi mà xài cái chiếc máy này Vani mới yên tâm là mặt của mình đã thực sự sạch rồi. Chứ còn không á là mình không có yên tâm lắm đâu. Vậy thì Vani mới yên tâm là da mặt của mình đã sạch sẽ rồi. Thật ra thì Vani để tránh cho cái tình trạng là mình mang nguyên một cái lớp bụi bẩn này từ phòng tập về nhà, cho nên lúc nào Vani cũng mang theo chiếc máy Folio này ở bên cạnh mình hết. Với kích thước nhỏ gọn như thế này thì chỉ cần mình bỏ vào đây và mang theo bên mình mỗi khi mình đi tập thôi, thật sự rất tiện lợi luôn đúng không? Xong rồi đó, như vậy là ngày hôm nay ngày tập luyện thể dục của Vani đã xong. Mấy mẹ có thấy không, nếu như mà chúng ta chuẩn bị kỹ từ A tới Z thì cái việc bầu bí nó cũng đơn giản, huống chi là cái việc tập thể dục. Vani hy vọng là với những cái tips mà Vani chia sẻ ngày hôm nay nhé, mẹ bầu của chúng ta sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh nè, rồi xinh đẹp nữa. Bây giờ thì đừng quên like cho Vani một cái, kêu gọi mọi người đăng ký subscribe nữa nha. Bye bye, cảm ơn nhé.